Chào quý vị, đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, khi thời đại công nghệ lên ngôi thì việc tiếp cận thông tin đa chiều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có không ít hệ lụy kéo theo, đặc biệt khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra, nhu cầu nắm bắt thông tin của nhân dân càng cao hơn. Ngoài những thông tin chính thống thì có không ít thông tin giả mạo, lừa đảo khiến dư luận hoang mang và lo sợ. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các hành vi vi phạm về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và mức xử phạt ra sao? Đó là nội dung của chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính ngày hôm nay. Trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi một tình huống đặt ra ngay sau đây. <laughs> Phải thế <chứ> <laughs> bác thế Tám ơi Cháu xin quả ớt nhá Ê vào vào đây bác đây có tin vui <laughs> Nay làm sao mà bác hớn hở thế <laughs> Thì sao lại không hớn hở được Thanh niên các cháu Chả chịu cập nhật thông tin gì cả Cả cái tuần vừa rồi ấy, Toàn quốc là không bị nhiễm Covid-19 nào cả Ê phải nói là dịch bệnh chúng ta đã kiểm soát rất tốt <laughs> không mừng là sao được à? bác ơi bác tin làm gì cái tin vịt đấy à? người ta giấu dịch cả đấy giấu dịch á à? vâng sáng nay cháu đi ăn bún ốc nhá mà người ta bàn tán ồn ào xôn xao hết cả lên là xã bên mình có người nhiễm rồi có thật không thật chứ sao không sự thật sâu sâu mà bác chẳng tin nhà bên đấy có bốn người dương tính cả rồi đấy bác ạ ừ làm gì có cái chuyện đấy nhỉ bây giờ nhá, cái thông tin sự thật thì lại đi vào đảng mấy bà đi chợ buồn bán thì lại buồn ra một lẻo ừ. bây giờ xem thông tin là phải thông tin chính thống thì mới tin được đây này cái chị xã bên đăng cả lên facebook đây này bác này Đó. cháu phải chia sẻ về để mọi người đề phòng không tránh dịch đấy ừ, thông tin dịch bệnh ấy, là phải kiểm tra cho kỹ cả chứ không thì bị lan truyền cái tin thất thiệt gây hoang mang cho người khác đấy cháu ạ à. ôi bác ơi phải đăng như thế người ta biết cách mà phòng tránh Chứ đến lúc người ta công bố thì mình nhiễm rồi cũng nên. Vừa rồi bác xem tin TV đấy. Người ta có thông báo là người nào đưa thông tin thất thiệt đấy ừ, mà sai sự thật là bị phạt đấy, đứng buộc pháp luật. Ôi dào ơi, bác cứ khéo dọa cháu trả sợ. Ừ. Thôi, bác tám cho cháu xin quả ớt đi cháu về nấu cơm đây. Ớt đấy. Ra vườn mà hái, đây rồi đấy. Sắp tới cháu là phải ra quán nước đầu làng, phải nghe ngóng tình hình dịch bệnh chứ như bác rú rú ở nhà biết làm sao được. Theo tình huống, ông Tám xem thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên điện thoại và tỏ ra vui mừng về tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Chị Vân thấy thế liền nói với ông Tám về tin đồn ở xã bên có người nhiễm bệnh khiến ông Tám lo lắng. Chị Vân còn chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đó lên mạng xã hội. Vậy pháp luật quy định thế nào về các hành vi vi phạm về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng và chống bệnh truyền nhiễm? Để giải đáp câu hỏi này, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi cùng luật sư của chương trình. các hành vi vi phạm về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. À liên quan đến các cái quy định pháp luật về các hành vi vi phạm và mức uh, xử phạt đối với hành vi vi phạm về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Thì thứ nhất là về các cái hành vi vi phạm thì xác định theo quy định pháp luật như sau. Ở điều 5 Nghị định 176/2013/NĐCP quy định xử phạt uh, hành chính trong lĩnh vực y tế thì các hành vi vi phạm quy định về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm. Thứ nhất là không tổ chức định kỳ hàng năm việc truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động. Thứ hai là cung cấp hoặc đưa thông tin sai về số liệu tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố hành vi thứ ba là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thời điểm thời lượng vị trí đăng tải thông tin về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thứ năm là thực hiện các việc thu tiền không đúng quy định đối với chương trình thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng trừ trường hợp có hợp đồng riêng với các chương trình, dự án hoặc do tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. Thứ sáu là lợi dụng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc, đạo đức, xã hội. thì như chúng ta thấy trong tình huống nêu trên thì hành vi của chỉ vân trong có thể coi là hành vi cung cấp hoặc đưa thông tin sai lệch về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực y tế đã công bố. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Thế mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thông tin giáo dục truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm như sau điều 5 của nghị định 176 2013 quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về thông tin giáo dục và truyền thông trong phòng chống bệnh truyền nhiễm và thì đưa ra các cái mức xử phạt tiền cụ thể như sau. Thứ nhất là đối hành vi không tổ chức định kỳ hàng năm việc truyền thông về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho người lao động sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 25 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 50 triệu đồng. Nếu người vi phạm là tổ chức, mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào số lượng người lao động mà cơ sở đã, uh, sử dụng. Đối với hành vi cung cấp hoặc đưa tin sai lệch về số liệu tình hình dịch bệnh truyền uh, nhiễm so với số liệu tình hình dịch bệnh truyền uh, nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố, thì phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 6 triệu đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. À, người vi phạm còn bị buộc phải cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn à, liên tục trong vòng 3 ngày đối với hành vi mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thời điểm, thời lượng vị trí đăng tải thông tin về phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. À, đối với hành vi thu tiền không đúng quy định à, đối với chương trình thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình dự án hoặc do tổ chức cá nhân trong nước nước ngoài tài trợ thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền là từ 20 đến 30 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức người vi phạm còn bị buộc phải hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định pháp luật đối với hành vi lợi dụng hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm để kích động gây phương hại đến an ninh chính trị an toàn xã hội truyền truyền thống văn hóa dân tộc đạo đức xã hội thì có thể bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những thông tin tư vấn của luật sư quy định pháp luật về các hành vi vi phạm thông tin giáo dục truyền thông trong phòng và chống bệnh truyền nhiễm và các mức xử phạt nếu vi phạm. Hy vọng rằng quý vị đã có những kiến thức pháp luật bổ ích để tránh khỏi những vi phạm và hậu quả không đáng có. Chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên. Đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.